Xin chào cả nhà, chào các anh chị em gần xa thân mến. Rất chúc mừng cả nhà trở lại kênh của Thuyết Family Cuộc Sống Hợp Pháp. Cả nhà ơi, Thuyết chia sẻ với cả nhà mình sẽ làm trái cây cả nhà. Cắt để trang trí trái cây bằng rau củ quả, nhưng mà mình làm hình con công nha cả nhà. Con công nhưng mà xung quanh rau củ quả, công ấp trứng chứ không phải công bay nha cả nhà. Mời cả nhà xem video của Thúy để Thúy làm cái con công, cái trang trí trái cây mà con công là nó có nè cả nhà ha. Trái kim quy với lại bơm màu xanh làm công, rồi mút với lại cà chua bi nha cả nhà. Cà chua bi mình trang trí hoa đó. Mời cả nhà xem tiếp theo video của Thúy nha cả nhà. Cả nhà ơi, Thúy sẽ cắt cái trái thời gian làm hai nha cả nhà. Trái kia rồi, trái kiwi ra làm hai để mình cắt, để mình mới đơm vô cái dĩa, mình mới trang trí vô cái dĩa mình được ha cả nhà ha. Nó bự quá không biết nó đủ không nữa, có còn cái trái một à, ăn hết rồi. Rồi cả nhà, Thí sẽ để qua để Thí để lên cái dĩa của mình nha cả nhà. Thí sẽ sắp vô cái dĩa của mình. Đó cả nhà ha. Mấy cái miếng bự này mình sắp bằng cái miếng này thôi, đừng có sắp miếng kia. Đó cả nhà, mình sắp vậy nè. Đó cả nhà, mình sắp cái trái kiwi nó như vậy nè nha cả nhà. Còn đây là mình để có khoảng trống nha cả nhà, đặng mình làm cái hoa. Cái hoa chế quýt đó vô nha cả nhà. Đó cả nhà, bây giờ Thí cho cắt quýt nè. Cắt quýt ra cho nó mỏng ra thì mình chảy ra đây nè, mình làm hoa nữa. Đó. Đi đi. Đó cả nhà, mình cắt quýt nè cả nhà. Mình cắt quýt bự rồi xong giờ mình cắt quýt nhỏ. Cắt quýt nhỏ mình để phía trong cho nó đẹp nè cả nhà đó. Để vậy nè cả nhà. Nó thấy làm quýt bự rồi xong rồi tới quýt nhỏ. Đó, mình chải thêm vô vậy nè cả nhà ha. Mình chải cái quýt nhỏ cho nó thêm vô vậy. Đó cả nhà, quýt nhỏ. Chải quýt nhỏ cho nó đều vô, cho nó đẹp. Đó mình cắt đó, mình sắp vậy đó cả nhà ha. Sắp tiếp tục vậy đó và mình để trái nho đen vô. Bây giờ mình sẽ sửa nó cả nhà ha, mình sửa nó cho nó thành cái hoa đó cả nhà ha, cái hoa quýt. Mình cho cái hoa quýt nó đều với nhau để mình để trái nho đen vô. Cái miếng quýt này nó không đẹp thì sẽ đổi miếng quýt khác. Đó bây giờ nó có cái hoa quýt rồi ha cả nhà ha. Đó cái hoa quýt nó nằm vậy á. Giờ Thúy sẽ cắt cái nho đen này nè, chị để vô nè. Nho đen bự trổ lo bố luôn. Kéo cái miếng quýt mình lên nè cả nhà. Mình để nó bự quá, giờ mình kéo miếng quýt này lên để mình làm cái nhị của nó đó. Cái nhị quýt đó. Rồi cả nhà, mình có một cái hoa ha cả nhà ha.
Có cái hoa xong giờ mình cắt con cong mình để vô đây nha cả nhà, cho nó nằm trong đây. Thôi cả nhà ơi, bây giờ cái dĩa mình có hoa quýt này nó đẹp rồi ha cả nhà ha. Giờ Thí sẽ cắt con cong nằm đây nha cả nhà. Đó. Đó cả nhà, bây giờ cái này Thí sẽ cắt ra nha cả nhà. Mình cắt ra. Mình làm một con cong. Đó, cái bơm này nó cứng lắm cả nhà ơi. Bây giờ Thí sẽ lấy cái hộp nó ra để làm cái con mắt nó nha cả nhà. Cả nhà ơi, giờ Thí cắt cái gần cổ nó nha cả nhà. Mình lựa bên nào đẹp mình cắt. Cái bên này nó đẹp nè. Đó, Thí sẽ cắt xuống. Nó mình cắt xuống vậy nè, rồi mình lấy nó về. Mình lấy nó về. Mình lấy từ rồi mình sẽ giảm nó lại. Cả nhà ơi, Thí sẽ làm con mắt nó vô đây nha cả nhà. Thí sẽ chích ở đây để Thí làm con mắt nó vô. Đó, nó có con mắt đây nè. Đó, mình để con mắt nó vô đây. Rồi bên đây cũng vậy nữa ha cả nhà ha. Mình cho thẻo nó chút vậy ta. Đó, mình cho nó chút vậy đó để cho nó có cái độ chịu để cho nó vô con mắt đó. Đó, mình cho con mắt này vô đây. Đó cả nhà nhìn thấy con mắt của mình làm con mắt nè cả nhà. Nè. Đó con mắt ủng dơ đâu rồi cả nhà không thấy được. Không thấy. Đó mình làm vậy nè cả nhà ha. Tại vì cái này mình dơ đứng lên cả nhà không có thấy rõ, tại cái này nó nằm đứng rồi. Đó, giờ mình tiếp tục mình cắt cái mình nữa nha cả nhà. Mình sẽ để lên đây đỡ đi để thôi nó rớt con mắt. Giờ Thí sẽ cắt cái mình đó. Cắt cái mình nó Thí chia ra. Chia làm đây. Đó, Thí cắt cái mình ở trên đây. Thí cắt ba đường trên đây thành cái mình đó. Đó. Cắt thêm đường nữa cả nhà. Cắt bốn đường để mình làm cái mình nó cho nó đẹp. Rồi dưới mình cũng làm thêm cái cánh nhỏ luôn. Đó bây giờ Thí sẽ để đây ha. Thí cắt tiếp tục ở dưới đây nữa nha cả nhà. Ở dưới đây nữa. Đó cả nhà thấy không, mình cắt ba lần vậy thôi ha, mình chia ra mình cắt ba lần vậy thôi ở đây. Cái bơm này nó hít lắm cả nhà ơi, nên Thí làm á nó bị hít nè. Đó bây giờ mình sẽ chẻ ra nha cả nhà. Mình sẽ đẩy nó ra nha cả nhà. Nè, đẩy nó ra nè. Nó đẩy nó ra nè cả nhà. Hả? Nó mình đẩy nó ra, đẩy cần cổ nó ra. Đẩy trên ra.
Xong mình đẩy phía bên đây ra ha cả nhà ha. Mình lấy cái dao mình đẩy phía bên đây ra. Đẩy cái bơm này nó hít á. Nên mình phải đẩy vậy ha cả nhà đó. Đó cả nhà ha, mình đẩy vậy nè. Đó. Rồi mình đẩy phía dưới này ra luôn cả nhà ha. Để thấy coi phía dưới này nó có chốc chưa. Chưa chốc là mình phải canh mình trẻ lại nha cả nhà. Tại cái bơm này hít á. Đó, nó hít nè, cả nhà thấy không? Nó hít lắm luôn. Thí đẩy vô mình nó hít lắm luôn mà bơm này ăn chua, dai nó mà chua. Đó xong rồi ha cả nhà ha. Nè. Đó mình đẩy xong rồi ha. Đó bên đây mình cũng vậy ha cả nhà ha. Bên đây mình cũng vậy luôn. Bên đây mình cũng đẩy ra luôn nè. Đó mình đẩy luôn. Rồi cả nhà ha. Mình sẽ có một cái cánh con ngỗng ha cả nhà ha. Giờ mình sẽ cắt cái này mình để lên nha cả nhà. Mình cắt đó mình để lên đây, cắt chỗ này nè. Mình cắt chỗ này để mình ghim nó vô đó. Mình ghim nó vô đây nè. Mình gạn nó bớt để cho nó đều với cái thịt cái mình của nó. Đó mình sẽ lấy tăm mình ghim nó vô đây ha cả nhà ha. Mình ghim nó vô đây. Đó cả nhà ơi, mình ghim cái tâm nè cả nhà. Đó mình sẽ ghim nó lên trên cái mình nó lên trên cái tâm nè. Đó cả nhà thấy ha. Giờ cái mình nó có hả cả nhà. Đó. Giờ thì sẽ sửa nó lại với đóng cái làm cái mài của nó nha cả nhà. Đó cả nhà, cả nhà thấy công của mình đẹp không cả nhà? Đơn giản luôn cả nhà nè. Đó. Đó cả nhà, bây giờ thấy để con này lên đây nha cả nhà. Đó, thấy chưa? Đó mình để nó lên. Mình chữa cái miếng quýt này lên, mình để nó lên đây, đó cho nó thành cái hoa quýt à. Đó cả nhà ha. Xong rồi mình gắn này nha cả nhà. Gắn lên. Đó cả nhà mình để hộp này lên cả nhà, mình cắt cho nó có màu. Đó. Vậy đó cả nhà ha. Đó. Mình để tiếp tục để hết luôn nha cả nhà. Đó. Đó, mình để cho nó hết luôn. Đó cả nhà, giờ mình để cà chua vô nha cả nhà. Đó cà chua nè cả nhà. Cà chua mình không ăn kịp nên mình đừng có chắc làm hai nha cả nhà. Mình chỉ để vô thôi. Tại vì mình không có ăn được liền đó. Mình để cà chua vô mà mình cắt ra rồi mình phải ăn hết đúng thôi là nó hư hết cà chua. Nên cà chua bi nó mắc lắm á cả nhà. Nên mình để cà chua vô nè. Để nguyên trái luôn. Nguyên trái cà chua vô cho nó đẹp. Đó. Đó cả nhà ơi, mình sẽ làm trái cây nhưng mà mình vẫn làm được như vậy nha cả nhà. Nó đẹp nó lạ luôn ha cả nhà nó. Đó mình sẽ để nó vậy đó cả nhà ha. Trái này dư rồi thôi khỏi nhiêu thôi. Đó cà chua lạc dính nha cả nhà. Trứng gà. Đó cả nhà ơi. Cái trái cây của Thí trang trí trái cây mà con công đẻ trứng á nó cũng xong rồi hoàn thành rồi ha cả nhà. Nó thấy quay qua cho cả nhà coi nè. Đó mình làm trái cây mình trang trí mà mình đơn giản mình làm cho nó đẹp nó lạ hết mà hấp dẫn hơn để mình trong gia đình mình ăn nó cũng lạ mắt mình cũng vui ha cả nhà ha. Bạn bè mình có tiệc có tùng gì đó mình có mình xin chúc mình sẽ làm được những món ăn ngon và trang trí đẹp như thế này ha cả nhà ha. Thí cũng tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo cả nhà. Nó bên đây cái màu nó trắng bách nè nên Thí không quay nè đó cả nhà. Thí cũng cảm ơn cả nhà thời gian qua ủng hộ kênh của Thí Family Cuộc Sống Hợp Pháp. Thí tạm biệt cả nhà nha cả nhà. Chúc cả nhà luôn luôn khỏe mạnh, bình an. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video tiếp theo. Cảm ơn cả nhà nhiều.